Giữa năm 2016, anh Lê Đình Quả và chị Lê Thị Thanh Thủy bắt đầu hành trình khởi nghiệp trồng rau sạch trên mảnh đồi có diện tích 2,5 hectare đất mua trước đó ở thôn Két, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Những ngày đầu sắn tay áo vào làm nông nghiệp, vừa thuê máy làm đất, giải phóng mặt bằng và dù có trình độ chuyên môn, có hơn 10 năm chuyên nghiên cứu về các giống rau, nhưng khi bắt tay vào việc trồng rau như một nông dân thực thụ, quả là thử thách quá lớn với họ. Sau thời gian ngắn, vốn liếng cạn dần, họ bắt đầu vay mượn và quyết định đánh cược với bước ngoặt cuộc đời mình. Mình nhận thấy cái nhu cầu mà mọi người cần đến cái thực phẩm sạch là thời điểm đó là đang còn rất là ít. Thứ hai, khi mình đang nuôi con nhỏ, ấy, mình cũng cảm giác là con mình nghĩ rằng cái thế hệ trẻ sau này con mình nó lớn lên, mình rất là băn khoăn không biết là con cái mình nó sẽ sử dụng cái thực phẩm như thế nào, nguồn gốc ra làm sao. Cái đấy mình rất là băn khoăn. Vì vậy mà mình quyết định là hai vợ chồng có trăn trở rồi suy nghĩ mình nên mới quyết định là hai vợ chồng nghĩ cách là nghỉ việc nhà nước để mình về khởi nghiệp cái mảng rau sạch. Tận dụng những mối quan hệ quen biết trong quá trình làm việc tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ, anh chị đi khắp nơi thu thập những giống rau tốt phù hợp với điều kiện khí hậu khắc nghiệt tại tỉnh Quảng Bình. Sau 2 tháng, từ làm đất, chọn giống đến gieo hạt tưới nước, những mầm xanh đầu tiên đã nhú lên ngay trên mảnh đất vốn ngổ ngang đá sỏi. Một vườn rau sạch rộng lớn đã bắt đầu xanh tốt. Tất cả đều được bảo đảm sạch từ khâu làm đất, chăm bón đến thu hoạch, đóng gói theo tiêu chí 50, không thuốc trừ sâu hóa học, không phân bón hóa học, không chất kích thích tăng trưởng, không giống biến đổi gen, không thuốc trừ cỏ. Và đến nay sau 5 năm, trên mảnh đất cằn năm nào đã có hơn 100 loại rau củ quả, cây ăn trái tươi tốt. Người nông dân chúng ta về việc sử dụng cái hóa chất trong sản xuất nông nghiệp nó quá nhiều, thì với mong muốn xây dựng một cái mô hình để vừa là cung cấp cái sản phẩm cho người tiêu dùng, vừa là nơi để cho người dân cũng như là mọi người xung quanh đến học hỏi để làm sao mà học tập được cái mô hình và giảm được cái sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp. Mùa nào thức ấy, vườn của anh chị đầy đủ các loại rau, từ rau ăn lá như cải, xà lách, rau dền, rau muống, rau khoai, mồng tơi đến rau gia vị như quế, tí tô, ngò và tất cả các loại rau củ quả như cà chua, mướp ngọt, mướp đắng, bầu, bí, cà rốt, dưa chuột. Ngoài ra, anh chị sử dụng phân chuồng ủ hoai mục mua của người dân địa phương. Anh chị bổ sung thêm bã thải dầu đậu phộng để ủ thành đạm thực vật bón cho cây trồng. Anh Quả còn chế tác phân hữu cơ thay cho phân hóa học thông dụng, áp dụng hệ thống tưới tiêu hoàn toàn tự động. Cùng với đó, bằng những kiến thức có được, vợ chồng anh đã tìm nhiều phương pháp nhằm hạn chế sâu bệnh gây hại cho rau, như tự chế chế phẩm từ gừng, ớt và tỏi ngâm rượu, trồng cây dẫn dụ sâu bệnh hay nghiên cứu độ che phủ để mang lại hiệu quả nhất. Mình đã tính trước rồi, nhưng có những cái mà mình không thể làm được. Đó là thị trường, cũng như là vì chúng ta mới làm, thị trường nó cũng chưa quen. Cái thứ hai đó là cái khí hậu. Lúc đầu mình về mình cũng chưa xây dựng được cái hệ sinh thái của cái vườn nó hoàn chỉnh. Chính vậy mà nó cũng gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất, về năng suất cũng như là sâu bệnh. Thì đấy là cái mà cái khó khăn rất là lớn trong cái sản xuất. Tuy nhiên thì với cái quyết tâm là đã nghỉ việc nhà nước là phải làm cho tới nơi tới chốn. Mình chủ yếu là tập tụ cả cái mùn bã hữu cơ, phân chuồng rồi mình tập trung đa dạng cây trồng, mình đầu tư vào cây cối rất là nhiều. Chi phí mình cảm giác những năm đầu rất là cao. Nhưng mà đến thời điểm này thì giảm hẳn luôn. Và như vậy thì nó tăng đến ở kiểu là mức độ thu, tăng cái kiểu mình thu vào. Bây giờ mấy mấy năm đầu mình chưa có cây ăn quả, nhưng bây giờ mình thu từ cây ăn quả rồi này, mình thu từ rau này. Đó. Thì đặc biệt là cái sâu bệnh nó cũng giảm luôn, mình không phải chi phí thuốc bảo vệ thực vật, không chi phí chất kích thích, không mất một cái chi phí nào cả. Với việc sản xuất tử tế, đảm bảo nguồn nông sản sạch và an toàn, sản phẩm rau củ quả mang thương hiệu An Nông của vợ chồng anh Quả, chị Thủy được nhiều trường mầm non, nhà hàng, quán ăn trên địa bàn tin tưởng ký hợp đồng dài hạn. Bình quân mỗi ngày, vườn rau cung cấp ra thị trường khoảng 50-100kg rau củ quả sạch. Đối tượng khách hàng của anh chị cũng đang được mở rộng dần đến tầng bàn ăn của các gia đình tại thành phố Đồng Hới. Hiện tại, sản phẩm rau sạch mang thương hiệu An Nông đã được cấp chứng nhận Việt Gáp. Biết sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng họ luôn tin rằng sẽ thực hiện được.
đây cũng là cách chung tay với cộng đồng, kiên quyết nói không với thực phẩm bẩn. Anh đã tận dụng được tất cả các cái kỹ thuật để anh phối kết hợp và trồng sen kính sen gối, tức là lấy cái này nuôi cái kia. Đó là một cái mô hình và cảm thấy nó an toàn, nó đảm bảo. Và cái sản phẩm đầu ra của anh thì anh cũng có được cái cửa hàng riêng để anh cung cấp cái nông sản sạch cho người dân trên địa bàn nữa. Thì đây là một cái điểm sáng và một cái dấu hiệu tốt mà mình cho anh em trong cái hai địa bàn là Đồng Hới và Bố Trạch tham quan là một cái vấn đề mà gọi là để nhân rộng. Hiện vợ chồng anh áp dụng các cách thức trồng sen canh nhiều giống nông sản trên cùng thửa đất. Hình thức trồng rau như thế sẽ hạn chế tối đa mầm sâu bệnh phát triển và lây lan nhanh trên cùng một giống rau. Nông trại An Nông còn tiến hành trồng thông và phi lao xung quanh khu đất nhằm cung cấp độ ẩm cũng như hạn chế xói mòn khi mùa mưa bão. Để chủ động nguồn ra cho sản phẩm, vợ chồng anh Quả còn mở chuỗi 3 cửa hàng bán nông sản sạch tại Đồng Hới và huyện Bố Trạch, được Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình chọn là điểm giới thiệu và bán hàng sản phẩm OCOP của tỉnh. Trung bình mỗi năm, nông trại của anh Quả và chị Thủy cho ra thị trường hàng chục tấn sản phẩm, tạo nguồn doanh thu từ 700 đến 800 triệu đồng một năm. Ngoài ra, dự án của họ còn tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều nhân công tại địa phương với mức lương trung bình từ 5,5 triệu đồng một tháng. Được sự đón nhận của khách hàng thì mình lại tiếp tục mình nghĩ đến là mình mới có rau thôi, thì mình muốn là tạo một cái kênh để mọi người có thể tiếp cận cái nguồn rau của mình nhiều hơn, rồi là có nhiều cái nguồn thực phẩm sạch nhiều hơn, ví dụ như rau củ quả thịt cá trứng đủ các kiểu, thì mình bắt đầu mình nghĩ ra là mình sẽ mở cái chuỗi cửa hàng thực phẩm. Thì bây giờ cái doanh thu rất là ổn và hiện nay đầu ra cái sản phẩm rau của mình thì đang chưa đủ để cung ứng cho các hệ thống như siêu thị này, các cửa hàng thực phẩm sạch. Sau 4 năm nỗ lực không biết mệt mỏi thì đến giai đoạn này thì về vườn là mình thấy niềm vui rồi. Cứ thấy cây nó bung chồi nảy lộc là mình thấy hạnh phúc. Thì thực sự quyết định nghỉ việc của mình nghĩ là rất là đúng đắn, và đến giai đoạn này thì mình cũng thấy là ngoài cái việc mang đến niềm vui và cái đam mê cho mình thì mình cũng đang lan tỏa được một cái thông điệp cho các cái thế người dân xung quanh, rồi cho các thế hệ trẻ sau này để hướng tới một cái sản xuất nó bền vững hơn. Con đường phía trước còn dài và cần nhiều quyết tâm, vợ chồng anh Quả chị Thủy luôn động viên nhau phải nỗ lực để thực hiện hóa ước mơ xây dựng và phát triển thương hiệu nông nghiệp xanh cho tỉnh Quảng Bình.